Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ sáu ngày 5 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Chính phủ tổng kết công tác năm 2023, triển khai công tác năm 2024. Công tác tuyển quân ở thị xã Mỹ Hào. Những bất cập tại chợ Đông Tảo, huyện Khói Châu. Bắt nhóm đối tượng tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, giết người, cướp tài sản xảy ra tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023, triển khai công tác năm 2024 của Chính phủ và chính quyền địa phương. Dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Chính phủ có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Đại biểu tỉnh Hưng Yên dự hội nghị trực tiếp tại Hà Nội có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2023, tình hình kinh tế xã hội đất nước tiếp tục xu hướng phục hồi, tháng sau tích cực hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh không mấy sáng sủa của kinh tế thế giới. Cụ thể, tăng trưởng kinh tế đạt 5,05%, thuộc nhóm tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới, nâng quy mô nền kinh tế lên khoảng 430 tỷ đô la Mỹ. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm tăng 3,25%. Thu ngân sách nhà nước vượt khoảng 8,12% dự toán, đồng thời đã trích lập được khoảng 560.000 tỷ đồng, đảm bảo đủ nguồn để cải cách tiền lương trong 3 năm từ năm 2024 đến năm 2026. Toàn bộ các chỉ tiêu về xã hội đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tổ chức thành công chuỗi các sự kiện kỷ niệm 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa được thừa kế, bảo tồn và phát triển, được quốc tế công nhận. Việt Nam lần thứ hai là thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh và đạt được những kết quả khá toàn diện, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương cần bám sát các kết luận, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, cụ thể hóa để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể năm 2024 với chủ đề kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững, với tinh thần năm quyết tâm tháo gỡ khó khăn, vượt qua mọi thách thức trong các lĩnh vực, quyết tâm thực hiện không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm, quyết tâm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân được hưởng thụ thật. Quyết tâm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo người dân doanh nghiệp được hưởng các chế độ chính sách và thành quả mang lại. Quyết tâm nỗ lực phấn đấu cao nhất để đạt được kết quả tốt nhất trong năm 2024. Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Hôm qua, Khối thi đua văn hóa xã hội đã tổ chức hội nghị triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2024, các đơn vị trong khối sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua khen thưởng, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến. Phát động, hưởng ứng và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua khen thưởng do Trung ương và tỉnh phát động. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng biểu dương những kết quả mà các đơn vị trong khối thi đua đã đạt được trong năm. Trên cơ sở chỉ ra một số tồn tại hạn chế, đồng chí đề nghị năm 2024, các sở ngành trong khối xây dựng kế hoạch thi đua ngay từ đầu năm. Cán bộ làm công tác thi đua phải nghiên cứu sâu các phong trào thi đua gắn với các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm. Sau khi kết thúc các đợt thi đua chuyên đề, cần tổ chức đánh giá khen thưởng để nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu ra soát lại các tiêu chí thi đua cho tập thể cá nhân nhằm khen thưởng kịp thời đối với đội ngũ cán bộ công chức viên chức nhằm động viên và lan tỏa kịp thời phong trào thi đua trong khối.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký quyết định về việc phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú cho 1.031 nhà giáo trên toàn quốc. Trong danh sách này, tỉnh Hưng Yên có 4 nhà giáo vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Đó là thầy giáo Nguyễn Đức Thắng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn, huyện Ân Thi; cô giáo Nguyễn Thị Thiện, trường Trung học cơ sở Đoàn Đào, huyện Phù Cừ; cô giáo Hoàng Thị Hương, trường Trung học phổ thông Tiên Lữ, huyện Tiên Lữ; và thầy giáo Đào Thanh Tuấn, trường tiểu học và trung học cơ sở Nhuế Dương, huyện Khoái Châu. Các nhà giáo ưu tú là những người có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, có nhiều thành tích trong việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo, được học trò, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. Thưa quý vị, sau khi hoàn thành công tác khám tuyển, thời điểm này các địa phương đang tập trung cho việc rà soát, tuyển chọn, phát lệnh gọi thanh niên đủ sức khỏe lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024. Với quyết tâm đủ về số lượng, tốt về chất lượng, đảm bảo công khai, minh bạch, không bỏ lọt, ghi nhận tại thị xã Mỹ Hảo. Sau khi hoàn thành khám tuyển, những ngày đầu năm mới, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Mỹ Hảo cùng với các địa phương đã tiến hành xét duyệt hồ sơ, chốt công khai danh sách những thanh niên sẽ lên đường nhập ngũ năm 2024. Đồng thời dành thời gian tiếp nhận, giải thích, giải quyết dứt điểm các phản hồi, các kiến nghị của người dân nếu có. Đến nay quân số đảm bảo theo cái chỉ tiêu mà Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã giao, và tư tưởng của thanh niên cũng như gia đình cơ bản là ổn định, thường xuyên nắm bắt tình hình cũng như là động viên thanh niên. Trước đó, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã phân công cán bộ phụ trách phối hợp chặt chẽ với các địa phương tiến hành thâm nhập, thường xuyên đến thăm hỏi động viên các gia đình có con em đủ sức khỏe nhập ngũ, đồng thời triển khai nhiều biện pháp nhằm nắm bắt diễn biến tư tưởng các thanh niên với quyết tâm 100% các thanh niên đều có tư tưởng vững vàng trước khi nhập ngũ và đảm bảo giao đủ số lượng. Cháu có tìm hiểu về pháp luật, luật nghĩa vụ quân sự là học đại học xong ra vẫn phải đi, mà không học ra cũng vẫn phải đi, nên cháu muốn mình hoàn thành nghĩa vụ rồi trở về địa phương tiếp tục học tập. Sau khi tiến hành chốt quân số, chúng tôi tiếp tục yêu cầu các xã phường theo dõi, hướng dẫn và vận động tuyên truyền đối với công dân trong diện trúng tuyển nhập ngũ và gia đình công dân, động viên con em chấp hành nghiêm quy định của luật nghĩa vụ quân sự. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương để tổ chức các cái hoạt động như là giao lưu, gặp mặt, tặng quà và làm tốt các công tác chính sách hậu phương quân đội đối với các công dân mà trong diện nhập ngũ. Năm 2024, thị xã Mỹ Hào được giao 193 chỉ tiêu nhập ngũ, trong đó có 21 chỉ tiêu nghĩa vụ công an. Thời điểm này đã chốt danh sách 202 thanh niên đủ sức khỏe nhập ngũ. Các xã phường đã hoàn thành việc thâm nhập và chuẩn bị cho công tác xét nghiệm HIV ma túy để phát lệnh gọi nhập ngũ. Xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp bởi liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Năm 2023, huyện Yên Mỹ đã tích cực triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng. Huyện Yên Mỹ hiện đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện 35 dự án với diện tích trên 680 ha của 9.100 hộ gia đình. Trong đó có nhiều dự án trọng điểm như đường vành đai 4, đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài, đường nối đường huyện 45 xã Đồng Than với đường DT376 xã Ngọc Long, DT382B nhánh phải và các khu cụm công nghiệp. Xác định đây là nhiệm vụ khó, huyện Yên Mỹ đã triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động sự tham gia của các ban ngành đoàn thể địa phương vào cuộc giải thích, tuyên truyền, vận động, đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân. Kết quả đến nay, huyện đã giải phóng mặt bằng được gần 270 ha, đã có trên 3.500 hộ nhận tiền với tổng số tiền chi trả trên 1.500 tỷ đồng. Trong đó, khu công nghiệp đã giải phóng mặt bằng được trên 210 ha, cụm công nghiệp 6,5 ha, còn lại là giao thông và khu giãn dân. Huyện Yên Mỹ đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân đồng thuận bàn giao diện tích còn lại. Nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và phát triển du lịch tâm linh, cuối năm 2022, huyện Phù Cừ đã đầu tư gần 70 tỷ đồng để cải tạo, mở rộng đoạn đường từ DT378 đi qua khu Vụng Quạ đến khu di tích lịch sử Cây Đa và đền La Tiến, xã Nguyên Hòa. Sau thời gian gặp khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng, đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành. Tuyến đường trên dài khoảng 5 km. Trong quá trình thi công, một số vị trí vướng mắc về mặt bằng do một số hộ dân chưa đồng ý hiến đất và tài sản trên đất để thi công công trình và phát sinh hạng mục di chuyển đường điện, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Dự án trên từng được cử tri địa phương phản ánh vì chậm thi công.
Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được phản ánh trên, huyện Phù Cử đã đôn đốc chủ thầu xây dựng tập trung nguồn lực thi công. Đến nay, tuyến đường trên đã cơ bản hoàn thành, giải nhựa áp phan rộng 8 mét mặt, có hệ thống thoát nước, giúp việc đi lại của nhân dân được thuận lợi. Tiếp sức cho người nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững là những vấn đề được huyện Yên Mỹ quan tâm thực hiện. Với ý nghĩa đó, thời gian qua các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn huyện đã mang đến cho người nghèo khó khăn niềm hạnh phúc ấm áp, có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống. Gia đình bà Xô rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi cả hai vợ chồng và người con gái đều đau ốm, không có khả năng lao động. Sau khi rà soát cùng với nguồn trợ cấp của tỉnh huyện, chính quyền địa phương đã vận động các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng cho gia đình bà ngôi nhà để ở. Chồng mất sớm, để lại cho bà Kim hai con nhỏ, cuộc sống trở nên khó khăn khi người con trai của bà mắc bệnh không thể học tập, lao động. Thấu hiểu và cảm thông trước hoàn cảnh éo le, địa phương đã giúp đỡ gia đình bà vơi bớt khó khăn. Có được hàng tháng trợ cấp, nhà nước hỗ trợ tiền điện, gia đình tôi vơi bớt khó khăn. Đảng ủy ban nhân dân xã là cũng đã có xây dựng một cái lộ trình cụ thể, vận động các công ty doanh nghiệp, rồi những nhà hảo tâm giúp đỡ cho các cái hộ này để khắc phục những cái khó khăn tồn tại. Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã Giai Phạm là 37 hộ, 27 hộ cận nghèo. Nhờ phối hợp thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo như hỗ trợ về y tế, vốn vay, ưu đãi, về nhà ở, miễn giảm học phí, đến thời điểm hiện tại, chỉ còn 5 hộ tương đương với 0,22% và hộ cận nghèo là 21 hộ. Bà tôi thì thực sự là cũng đến bây giờ cũng gần 70 tuổi rồi thì mới cũng có một cái căn nhà mới làm nền mỡ của bà. Bà tôi là rất là vui. Qua rà soát, thời điểm hiện tại, huyện Yên Mỹ còn gần 360 hộ nghèo, tỷ lệ 0,75%, giảm gần 530 hộ nghèo so với năm 2022. Hộ cận nghèo còn trên 310 hộ, giảm trên 230 hộ. Chỉ tính riêng năm 2023, trên địa bàn có trên 2.400 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ và huy động nguồn lực sửa chữa, xây mới trên 50 ngôi nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ tiền điện cho gần 900 hộ. Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện đã tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo các xã thị trấn thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, tiêu chí. Huyện Yên Mỹ cũng đã huy động các nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo có khó khăn về nhà ở. Đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,47%. Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện Yên Mỹ và 17 xã thị trấn cùng các ngành đoàn thể sẽ tiếp tục tuyên truyền chính sách giảm nghèo, huy động nguồn lực, thực hiện hoạt động trợ giúp xã hội, đồng thời khơi dậy ý chí lao động, ý thức vươn lên của từng gia đình. Kịp thời giải ngân nguồn vốn đúng tiến độ, đến nay 100% số hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện Khói Châu đã hoàn thiện việc sửa chữa, xây dựng nhà trong niềm vui hân hoan, phấn khởi trước thềm năm mới. Huyện Khói Châu có tổng số 169 hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam được tỉnh phê duyệt xây sửa nhà ở năm 2023. Trong đó có 95 nhà xây mới và 74 nhà sửa chữa, có 16 hộ xin rút không nhận hỗ trợ. Đến nay, 100% số hộ đã hoàn thành công trình nhà ở và đưa vào sử dụng. Các hộ cũng đã nhận kinh phí hỗ trợ đợt 2 vào cuối tháng 12 vừa qua. Những ngôi nhà mới được sửa chữa, xây dựng mới đã làm giảm bớt những khó khăn vất vả cho các hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn. Đặc biệt, mang lại niềm vui, sự ấm áp cho các hộ gia đình trong dịp Tết đến xuân về. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay việc quản lý, thu phí tại chợ truyền thống do xã quản lý trên địa bàn cả nước còn nhiều bất cập. Bất cập từ việc chợ họp lấn chiếm lòng lề đường, gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, cho đến bất cập trong công tác quản lý nguồn thu phí chợ, có nguy cơ gây thất thoát ngân sách nhà nước. Một trong những nguyên nhân để xảy ra tình trạng này là do ban quản lý chợ và chính quyền địa phương đã thiếu kiểm tra, giám sát, gây bức xúc trong dư luận. Phóng sự phản ánh theo đơn thư công dân tại chợ Đông Tảo, xã Đông Tảo, huyện Khói Châu. Thời gian qua, công dân Giang Lê Hân ở thôn Đông Tảo Nam, xã Đông Tảo, huyện Khói Châu đã nhiều lần gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng về những tồn tại bất cập tại chợ Đông Tảo như chợ họp không đúng nơi quy định, lấn chiếm lòng đường giao thông, thậm chí chợ họp lấn chiếm cả khuôn viên sân Ủy ban Nhân dân xã Đông Tảo. Có rất nhiều cái bất cập về cái vấn đề là ở cái chợ Đông Tảo này.
Thứ nhất là ủy ban này là cho họp chợ trong sân ủy ban, và thứ hai là họp chợ ở các cổng trường, ví dụ như là mầm non cấp 1, cấp 2, và cái đặc biệt là đỗ xe cho họp chợ buôn bán hàng ở ngay cửa cái cổng của nghĩa trang liệt sĩ nhân dân, gây rất là mất là mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường. Trước những bức xúc của công dân phản ánh, ngày 31 tháng 7 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có văn bản số 289 chuyển đơn của công dân Giang Lê Hân đến lãnh đạo huyện Khoái Châu để kiểm tra xác minh, giải quyết đơn thư theo quy định của pháp luật và xử lý nghiêm vi phạm nếu có, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Về cái trật tự an toàn giao thông thì địa phương cũng chỉ đạo cho lực lượng quản lý chợ phối hợp với lực lượng công an duy trì về cái trật tự hành lang an toàn giao thông. Thực tế ngoài chợ lại ngược lại hoàn toàn so với những gì lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã phát biểu. Tắc đường vẫn là chuyện diễn ra hàng ngày trên đường tỉnh 382 đoạn đi qua chợ Đồng Tảo. Tại khu vực này, không chỉ hành lang giao thông mà cả lòng đường, khuôn viên trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tảo cũng bị biến thành nơi họp chợ. Tình trạng xe dừng đỗ để bốc dỡ hàng hóa diễn ra ngang nhiên ngay dưới lòng đường giao thông, bất chấp các biển cảnh báo khu vực cấm họp chợ. Cùng với đó là những bất cập trong công tác quản lý thu phí chợ ngay trên lòng đường giao thông và bên ngoài diện tích của chợ. Dù Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, tuy nhiên những bất cập tồn tại chợ Đông Tảo vẫn diễn ra hàng ngày không có chuyển biến. Chúng tôi cũng đã rất là nhiều lần làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng, nhưng mà một số ban ngành cũng có về làm việc, nhưng mà cái vấn đề là vẫn đâu ở đấy, nó không có sự thay đổi nhiều so với trước. Được biết, trong nhiều năm nay, xã Đồng Tảo thực hiện quản lý thu phí chợ bằng nghị quyết giao thu cho ban quản lý chợ do xã lập ra. Giao thầu chợ là mỗi năm 1 tỷ tư, đấy, nộp về ngân sách nhà nước, đấy, theo từng quý. Nộp cho tài chính xã, và tài chính xã nó mang kho bạc lục. Đấy là về cái lệ phí. Còn thu lệ phí thì chủ yếu là địa phương cũng quan tâm để thu hút cái bà con, tạo điều kiện cho bà con buôn bán. Cái lệ phí đấy nó bao gồm cả lệ phí hàng hóa, lệ phí về vệ sinh môi trường, điện. Người dân đặt ra câu hỏi, vì sao những vi phạm tại chợ Đông Tảo vẫn ngang nhiên tồn tại trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm? Hay có sự khuất tất trong thu chi phí chợ? Bởi trong 3 năm 2022, 2023, 2024, số tiền mà xã Đông Tảo giao thu cho ban quản lý chợ nộp về ngân sách xã mỗi năm là 1,4 tỷ đồng. Nếu xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu tổ chức đấu thầu công khai minh bạch, không chỉ giúp tăng nguồn thu cho ngân sách mà còn giải quyết được tình trạng tắc đường, ô nhiễm môi trường. Qua sự việc này, đề nghị các cơ quan liên quan cần sớm vào cuộc chỉ đạo giải quyết dứt điểm những tồn tại và bất cập công dân đã phản ánh tại chợ Đông Tảo, để chợ họp đúng nơi quy định, tránh thất thoát và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước thông qua biện pháp đấu thầu công khai, minh bạch, thay vì giao thu cho ban quản lý chợ do xã lập ra như hiện nay. Xin chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Hưng Yên vừa điều tra làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng trong vụ tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 26 tháng 12 năm 2023 tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang. Ngày 26 tháng 12 năm 2023, ngay sau khi nhận được tin báo, khoảng gần 16 giờ cùng ngày, tại quán cà phê Đức Trung số 45A Thảo Nguyên, khu đô thị Eco Park, có 5 đối tượng sử dụng khẩu súng và dao gây ra vụ án giết người, cướp tài sản, bắn một người bị thương. Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo xác lập chuyên án khẩn trương điều tra làm rõ. Đến ngày 30 tháng 12 năm 2023, lực lượng công an đã bắt giữ được 4 đối tượng gây ra vụ án trên, gồm Nguyễn Anh Sơn, sinh năm 1998, trú tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Minh Chiến, sinh năm 2001, trú tại xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước; Khúc Ngọc Đoàn, sinh năm 2003, trú tại xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; Dương Đăng Nam Trường, sinh năm 2000, trú tại xã Lan Mẫn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Còn một đối tượng nữa là Nguyễn Văn Điển, sinh năm 1995, quê quán xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, nơi thường trú, phường Ca Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đang lẩn trốn. Vật chứng thu giữ gồm 4 khẩu súng côn quay, 34 viên đạn và các vật chứng liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận
Sơn là chủ mưu tập hợp 5 đối tượng lên kế hoạch cướp tài sản của chị Nguyễn Hồng Hắt, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội trong giao dịch đổi tiền. Sau hai nhóm gặp nhau, nhóm của Sơn đã dùng súng uy hiếp để cướp của chị Hắt số tiền khoảng 8 tỷ đồng, bắn bị thương một người. Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Sơn và đồng bọn về các tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đồng thời ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Điển. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.